Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mời các bạn mình cùng thực hiện một món ngon từ nếp nè, được kết hợp với lạp xưởng nhân thịt gà. Một món sa mặn kết hợp ở trong lá chuối, vừa ngon mà vừa thơm phức nữa. Làm thì nhanh gọn, mình ăn sang ngày vẫn ngon luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây nửa ký nếp. Thì mình dùng nếp này là nếp sáp á. Các bạn qua rửa cho sạch. Xong rồi mình ngâm nước khoảng nửa tiếng đồng hồ và để đây ngâm ha. Bên đây là mình có 400ml nước cốt dừa nha. Phần nhân để cho vào kèm thì mình có hai cái cây lạp xưởng khô khoảng 100g. Lạp xưởng khô nó sẽ ngon hơn á. Và bên đây là thịt nạc gà nè, mình cũng có khoảng 200g. Xắt lát cái phần lạp xưởng trước nha. Lạp xưởng này các bạn cho vào trong xôi thì nó thơm lắm và nó ra cái chất mỡ á, ăn nó sẽ ngon hơn. Nếu mà thích nó nhỏ nhỏ thì các bạn xắt nhỏ. Phần thịt gà mình cũng xắt ra luôn, mình sẽ xắt sợi cho nó hơi dài dài một chút, nhìn nó đều ngon. Bên đây là mình có hành tím, mình băm 3 củ. Gia vị thì mình có một chút muối, đường, hạt nêm và tiêu. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho dầu nó nóng rồi các bạn sẽ cho cái phần hành tím vô mình xào. Xào hành tím dậy cho nó dậy cái mùi thơm lên để phần nhân của mình nó ngon. Sau khi mà hành nó dậy mùi thơm rồi, không có cần phải cho nó chín quá nha. Mình sẽ lấy cái phần lạp xưởng mình cho vào chiên. Nếu mà các bạn để cho hành nó cháy quá thì khi mà chiên lạp xưởng nó còn vàng hơn nữa đó. Mình chiên lạp xưởng là để cho lạp xưởng của mình nó chín, cũng như là nó sẽ ra bớt cái chất mỡ á. Chút nữa nó thấm vào trong xôi nó sẽ ngon. Tiếp theo là mình cho thịt nạc gà vô nè. Thịt nạc gà hoặc là các bạn thích thịt heo thì mình dùng thịt heo cũng được nha. Thịt gà thì nó sẽ ngon hơn. Mình cũng đảo đều và mình để ở mức lửa lớn cho cái phần thịt này nó nhanh săn. Đảo chút xíu thì các bạn sẽ lấy cái gia vị mình cho vô nêm. Gia vị này thì các bạn điều chỉnh nha. Mình thêm chút nước tương nữa. Mình sẽ nêm nếm sao mà cho nó có cái vị hơi mặn mặn ngọt ngọt. Thì mình nêm vào trong xôi là nó vừa ăn, đừng có quá mặn nó không ngon. Cuối cùng là cho vô chút nước để cho cái phần này nó lỏng ra bớt á. Rồi mình tắt bếp để đây nha. Quay trở lại nếp thì mình rút trở lại cho nó sạch rồi để cho nó ráo. Cho vào chảo 400ml nước cốt dừa hồi nãy mình chuẩn bị nè. Rồi các bạn sẽ thêm vào đây một ít muối cho xôi nó đậm đà. Mình sẽ đảo lên để cho cái hỗn hợp nước cốt dừa của mình nó sôi bùng trở lên á. Rồi cái mình hãy lấy nếp mình cho vô. Khi mà nước cốt dừa nó sôi nó nóng á, thì các bạn cho nếp vô, hạt nếp nó giữ nguyên, nó không có bị nát. Cũng đảo qua đảo lại ha, để ở mức lửa trung bình. Cái bước này á, thì mình không có ngâm nếp lâu cho nên là xôi nó sẽ không có bị nát đâu. Mình ngâm có nửa tiếng à. Đảo một hồi bắt đầu nước cốt nó rút hết vào trong nếp rồi. Thì các bạn thấy cái phần sôi của mình nó sẽ hơi mềm và nó có cái chất nhựa rồi đó. Rồi bây giờ sẽ cho hết cái chảo nhân hồi nãy nè. Các bạn cho trực tiếp vào trong sôi luôn. Mình sẽ đảo để cho nó rút, nó khô lại một chút nha. Cái phần này thì các bạn sẽ nêm để cho nó vừa ăn. Ở trong nếp hồi nãy mình có cho một chút muối. Trong lạp xưởng nó cũng có gia vị rồi cho nên các bạn đừng có nêm mặn. Nêm mặn là ăn nó sẽ không ngon. Mình đảo chút xíu nó rút lại rồi. Nó sẽ hơi khô hơn vậy là được rồi ha. Không có cần phải khô quá đâu. Chờ nó nguội bớt rồi nó khô nữa đó. Để gói thì mình chuẩn bị lá chuối. Lá chuối này mình đã trụng sơ qua nước nóng. Một cái miếng thì các bạn dùng một gang tay nha. Mỗi một cái thì mình dùng một miếng lá thôi, không có cần phải hao lá quá. Các bạn cứ cho sôi lên. Rồi cái mình chỉnh cho nó đều lại một chút, nó sẽ hơi dài dài ra. Các bạn sẽ lấy cái mép lá đó mình túm nó lại. Cái gói nhớ xiết cái tay một chút nha, để khi mà mình hấp ra cái sôi của mình nó dẻ nó ngon hơn. Rồi cái mình túm hai cái đầu lá lại như nè, cho nó có cái góc á. Thì cái gói sôi của mình nó sẽ tròn. Rồi vậy là xong rồi đó ha, gọn gàng hai góc rồi nè. Làm tương tự nha. Mình làm xong hết thì mình xếp qua bên xong rồi chuẩn bị cái nồi để đem đi hấp luôn.
Làm cũng nhanh lắm. Nửa ký nếp thì mình ra được bao nhiêu đây nè? Chín gói á, vừa vừa, không có quá nhỏ ha. Xong rồi các bạn sẽ bắt lên trên bếp mình đem đi hấp. Mình bắt sẵn nước sôi thì cái sôi này mình chỉ cần hấp 20 phút với lửa trung bình, tính từ lúc nước sôi là nó chín. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn. Các bạn có thể giữ ấm thêm nửa tiếng hoặc là mình lấy ra ngay cũng được. Giữ ấm thêm là giúp cho hạt nếp của mình nó nở thêm thì ăn nó sẽ ngon hơn. Sau khi mà nó nguội bớt thì mình lấy nó ra. Sôi này thì ăn nóng không ngon đâu, nó sẽ hơi mềm. Mình chờ cho nó nguội một chút mà mình ăn á, cái hạt nếp nó sẽ dẻo và nó ngon hơn. Nó cũng béo, nó cốt dừa nữa đó. Mình làm cái món ngọt hoài thì ăn cũng ngán. Hôm nay á, làm cái món xoài mà kết hợp ở trong lá chuối, thơm phức mà ăn nó lại lạ miệng nữa. Thì mình để trong lá chuối vậy nè. Ăn bữa nay không hết thì các bạn để qua hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn, không có bị hôi. Thay vì á, mình làm xoài thì qua ngày hôm sau nó sẽ bị khô á. Mình gói trong lá chuối, nó tỏa được cái mùi thơm từ lá chuối mà giúp cho xoài của mình bảo quản không có bị khô nữa. Nhìn nó dẻo và nó mềm, bóng, thơm lắm các bạn. Một món xoài mặn ngon được kết hợp ở trong lá chuối, đơn giản mà nó hấp dẫn hơn so với các bạn ăn bánh dừa hay là bánh tét, vì nó có cái độ mặn ngon, có thêm lạp xưởng nữa, nó thơm thơm. Phần xoài bên trong thì dẻo mềm nha, không hề bị khô, không có cứng đâu. Để qua ngày nó càng dẻo hơn, nhưng mà nó không hề bị cứng. Các bạn cứ để yên vậy nè, khi nào ăn thì hãy lột cái phần lá ra ha, chứ để lột ra nó bị hôi tai thì mình để không có được lâu, nó dễ bị nhớt lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử ha, cái món xoài mặn được gói ở trong lá chuối, đơn giản, nhanh gọn, cấp tốc nè. Xoài thì dẻo mềm, gia vị cũng vừa ăn và thơm cái mùi từ nước cốt dừa nè, kết hợp thêm cái mùi thơm của lạp xưởng nữa các bạn, nó tỏa ra cái món xoài ngon lắm. Xoài này thì phải có một chút nước cốt dừa nha, nó béo thì nó mới ngon. Ở bên trong hạt nếp vẫn giữ nguyên, không hề bị nát mà không có bị sượng, bảo đảm luôn, ngon lắm. Các bạn làm theo kiểu này thì ăn ghiền luôn á. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và nếu như có góp ý hay là yêu cầu thêm món gì á, thì các bạn để ở phần bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời và làm theo các yêu cầu của các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.